Cảm ơn người huynh đệ. Hồ bơi Lan Anh mở cửa rồi nha. Câu lạc bộ tiên cá mở cửa rồi đó, chuẩn bị đi bơi lại đi. Để lấy rượu khai trương cho câu lạc bộ tiên cá. Ok, xin chào mọi người. Wow, mặc cái quần bơi đi bơi luôn á. Đẹp, quần này đẹp á. Quần tiên cá. Dạ, anh chào chú. Dạ, anh chào em. Loại với ban nổ. Chủ yếu là để mình khai trương dịp lễ Tết. Vậy hả? Kỷ niệm bữa nay hồ bơi khai trương. Lấy chai này được đúng không? Chai này cứ là mẫu rất là đẹp, uống nó rất là dễ. Nó nổ lên, sùi sùi lên đúng không? Ok, lấy chai này đi. Sẵn mình làm luôn cái giới thiệu shop rượu này nhập từ đâu về rồi các kiểu. Thì ban của mình á là nhập từ Slovenia. Là nhập khẩu nguyên chai. Một thùng thì thường là 6 chai. Còn gì nữa không? Đặc điểm gì nổi bật của rượu đây không? Đặc điểm nổi bật đó là những chùm vang ở đây thì rất là có mùi thơm và rất là đặc biệt của cái giống nho bên đó. Đúng vậy các bạn, uống rượu nho sẽ giúp mình lâu bị lão hóa hơn. Đúng rồi. Chứ bây giờ uống bia là gây hại sức khỏe, bia còn không, tôi uống bia không được. Gợi ý chai nào thì mình sẽ mua chai đó. Rồi. Chai này ha. Chai này là Sparkling White Set. Rất là sang trọng luôn ha. Đọc tên là gì vậy? Ok, mua chai rượu này khai trương một năm mới thật hoành tráng tại câu lạc bộ tiên cá. Rồi, cảm ơn Henry. Các bạn, bây giờ tôi sẽ qua hồ bơi trước. Lát hồi anh Henry sẽ đem rượu qua khai trương sau, để anh ướp lạnh cho rượu cực ngon rồi mình mới uống sau. Đó là điểm đặc biệt khi mà đến shop rượu này. Đó, phục vụ khách hàng quá là nhiệt tình. Sư Quên, khỏe không? Sáng giờ có ai trông chờ em hả? Có, anh em ai đợi tôi cho lì xì. Ghê vậy? Đúng rồi, ở đây khách lì xì mà tụi anh bình thường gì đâu. Không ít cũng nhiều bình thường. Khách đây thường khách vô là mấy khách lì xì mà. Được, em sẽ lì xì cho anh một lời chúc. Chúc anh năm mới, vạn sự như ý. Ok, thank you. Ok, có sự xuất hiện của tôi anh tại câu lạc bộ tiên cá sẽ làm cho mọi người cảm giác như thế nào nhỉ? Để xem thử nha. Chào chú. Hello John. Hello. Sự xuất hiện của mình sao mọi người thấy bình thường quá vậy ta? Chào con. Ô chào thầy Hôn. Chào mới chúc khỏe thầy Hôn nha. Em mới chúc thầy vạn sự như ý. Thầy cũng chúc con và sự như ý nha. Dạ. Sức khỏe dồi dào nha. Học dạ con cảm ơn thầy. Nhiều thành công nữa. Cái làm gì cũng đạt hết. Con cảm ơn cô, chúc cô dồi dào sức khỏe. Rồi, cảm ơn vậy cô. Sự như ý. Cái gì cũng đạt thành công mỹ mãn. Dạ. Con cảm ơn cô rất nhiều. Xin chào các vị sư huynh. Xin chào các chị, các anh, các em. Welcome. Chúc mừng năm mới vạn sự như ý anh ơi. Thôi khai trương hồ bơi nha. Họ phải có khai trương hồ bơi nè. Thì phải có rượu khai trương hồ bơi. Rượu khai trương hồ bơi à? Đúng rồi. Thế nếu mà Tiêu thích thì anh Tiến với anh Michael chiều Tiêu. Ok. Yeah. Yeah. Sao? Tốc độ 80 cây một giờ đó. May chứ. Sao sợ. Có cần sóc nữa không? Sống rồi đổ hết rượu. Sống rồi cầm đít đập một cái. Dạ chú. Wow. Ủa chưa gì hết vậy? Chưa có gì nhanh như vậy. Ghé. Hay quá vậy. Mạnh quá. Đổ rượu mừng năm mới, vậy là năm mới bất ngờ nha. Đổ rượu thế là ngon á. Thơm á. Thơm quá. Năm mới vạn sự bất ngờ. Thơm quá trời luôn á.
Quay thủy sự liên miên, niềm vui phơi phới. Đó, cái đại đó. Dạ, mời anh Tiến. Cái đại đó, đại đó, từ từ. Em sẽ mời từng người. Đại đó rồi. Qua bên đó hỏi Henry rượu nào uống ngon. Mừng năm mới. Henry nói chai này. Này nổ là ok đó. Nổ là năm nay là bùng nổ luôn đó, đúng không? Dạ. Sáng sớm là thấy bùng nổ. Ở đây cả sáng là thấy rồi. Nhân ơi. Rồi, một năm mới dạy bơi thành công nha các thầy ơi. Chuẩn bị cũng ly nè. Mang Michael đâu rồi? Nhân ơi, Nhân Michael. Ơi. Cái này đồ đá đi không? Dạ đúng rồi. Khỏe ha. Công an rồi. Khai trương hồ bơi. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng tân xuân. Ok. Khai trương hồ bơi. Vậy sao như ý dạy bơi đông khách nhất? Mùi nho này thơm quá. Nho này ngon quá mọi người ơi. Ngon quá, giòn ngon quá. Hôm nay đầy đủ nhân viên thì đi dọc đường có gặp ốc á, thì em mua cho giùm gia đình của chị Nguyễn Bích Thanh 100.000 tiền ốc. Nguyện đem công đức niệm Phật phóng sanh này hồi hướng về Tây Phương, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.